Xin chào toàn thể các đồng chí cùng các bạn để đến với kênh YouTube Taekwondo Kangju của mình. Và mình là Trì. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về nội dung của bài 35 liên quyền. Đây là một bài quyền cơ bản trong huấn luyện thể lực cho bộ đội, giúp cho bộ đội tăng cường thể lực cũng như là sức chịu đựng, như là phục vụ trong quá trình công tác học tập tại đơn vị và chiến đấu sau này. Mình sẽ thực hiện thành 3 bước. Bước thứ nhất làm nhanh, bước 2 làm chậm công tích và bước B làm tổng hợp. Và bây giờ chúng ta bước vào nội dung. Các bạn quan sát, mình sẽ làm bước thứ nhất. In 35 liên quyền. 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Đây, đây là bước làm nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần làm chậm có phân tích. Bây giờ bước thứ hai này mình sẽ làm chậm có phân tích động tác. Thì các bạn cũng như là các đồng chí chúng ta theo dõi và luyện tập. Nghiêm, hai một chân đứng chạy vào nhau. Mình chỉ nói điểm lưu ý, còn các động tác thì chúng ta quan sát. 35 liên quyền, chuẩn bị. Khi nghe dứt động tác, câu lệnh chuẩn bị, chúng ta thực hiện động tác. Quê chạy mái đóng, tay thủ về mé phải, mắt nhìn về trước. Bốt, bước về trung một tấn, cuộn lại thủ. 2, nắm 2 nắm liên tục. 1, 2, 3, bước chân trái lên đinh tấn, gạt và đấm. 4, bước chân phải lên bài mẹ tấn, tay trái chia hai bộ, tay phải để ngay ngay bàn tay. Rồi, mắt nhìn về trước. 5, ra rút về phòng thủ 1. 6, bộ đùi lẻ xuống khuy đinh tấn đấm. 7, rút về kê. 8, đẹp mạnh hết. 9, chúng ta chặt xương và hơi sâu xỉa về trước. 10, chạy hai điểm rút điểm về đánh hai bộ nhìn về phía sau. 11, rút về kiên cơ bé độ. 12, bước xuống dương đeo đinh tấn bàn mẹ tấn. 13, gạt tấm. 14, gạt tấm. 15, rút về hổ tấn về đánh hai lần chuyển thành đinh tấn. 16, và để tấm trước đặt xuống chuyển về phía sau phòng phòng thủ 1. 17, bước lên cơ thẳng đinh tấn. 18, bước lên gạt đấm tay phải bỏ tay trái. 19, rút về 1 2 20, bước lên chặt đỡ trước. 21, rút về đấm. 22, rút về 1 2. 23, đá. 24, gạt đấm tay phải. 25, rút về 28, chặt xương. 26, đẩy chân tấn về sau, chú ý tấn rồi dòng bên trái. 3, của đùi đẻ xong vi đấm trung bình tấn tay thẳng. Tay trái chê nách chuyển về đứng tấn đánh hai bộ. Đây, dưng lên. Đấm hai đấm về phía trước trung bình tấn. 1 2, đây là em đây hai ra trước nửa bước tấn. 34, trở về
trẻ mẻ. À, đủ. Vỗ đùi đấy. Rồi. Rồi, ở bước 3 này mình sẽ làm tổng hợp và các bạn cũng như các đồng chí chúng ta chú ý theo dõi và đường lập. Bắt đầu. Im 35 lưu viên. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tập vừa rồi là động tác cũng như là bài 35 liên quyền. Mình đã tập chậm và tập nhanh thì các đồng chí cũng như là các bạn chúng ta cố gắng luyện tập và ôn luyện sẽ động tác sẽ tốt hơn. Xin chào các đồng chí và các bạn.